Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, nhiều người Việt Nam coi Phạm Minh Vũ như phần tử nhãn mặt trong cái gọi là làng dân chủ. Thậm chí có người phong y biệt danh Ngưu Tầm Ngưu vì sự học đòi A Dua, bắt chước thủ đoạn chống phá đất nước, thậm chí còn hăng hái hơn, thuần thục hơn chính những kẻ từng là đàn anh dìu dắt y vào cái làng dân chủ nêu trên. Cũng chính sự hăng hái đó khiến Vũ từng phải ra tòa. Tại tòa, với những chứng cứ không thể chối cãi, Vũ đã khai tổng tộc nhận đô la, tiền, điện thoại, máy ảnh để tiêu và thực hiện nhiệm vụ chống nhà nước. Ra tù, bản chất cơ hội và tham lam khiến Vũ bị lóa mắt bởi ánh kim tiền, trở mặt với chính quyền, trở mặt với sự ân hận của mình trong thời gian thụ án, chống đối bằng cách ném tới tấp những bài viết xuyên tạc vu khống chính quyền trên mạng xã hội. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Gã Vu Khống Không Phải Dạng Vừa Đâu của Thành Thanh. Không vì giàu có, thừa tiền mà người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng rút hầu bao, chuyển vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Gần 2 năm chịu đựng 4 làn sóng dịch càn quét, lần sau nghiêm trọng nặng nề hơn lần trước, gần như không một ai, không một doanh nghiệp nào không chịu tác động tiêu cực. Thậm chí nhiều người, nhiều doanh nghiệp còn rất khó khăn và ai nấy đều thấu hiểu trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc, dù kiểm soát khá tốt trong các làn sóng dịch trước xuất hiện của những biến chủng virus mới, nhất là biến chủng Delta nguy hiểm hơn bội phần, vaccine cho cộng đồng mới là giải pháp cơ bản lâu dài mang tính quyết định để thoát khỏi đại dịch. Thông cảm với điều kiện còn hạn hẹp của ngân sách nhà nước, hiểu sâu sắc mục đích ý nghĩa cao cả, tính minh bạch của quỹ, ý thức rõ trách nhiệm với xã hội, hầu hết người dân, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ đóng góp vào quỹ để góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch. Đại diện nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam như WHO, Phái đoàn Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc đã đánh giá việc thành lập quỹ như một sáng kiến tích cực của Việt Nam. Xuyên tạc, vu khống chủ trương, việc làm cần thiết và cao cả nêu trên, có chăng chỉ là một số phần tử cơ hội chính trị luôn mang trong mình hận thù và sự định kiến với nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, thật chớ treo, họ càng xuyên tạc chủ trương xã hội hóa càng thành lập quỹ vaccine nhằm giảm thiểu áp lực cho ngân sách và giúp đất nước vượt qua đại dịch càng được người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ. Thời điểm hiện tại, số tiền chuyển về quỹ đã đạt tới gần 6.000 tỷ, con số này chắc chắn sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Ngăn cản phá bỉnh không được, sốt ruột trước số tiền góp vào quỹ ngày một tăng. Mấy ngày nay, một số kẻ lại âm mưu hoạt náo dư luận bằng những lời lẽ bịa đặt xuyên tạc mới, điển hình là Phạm Minh Vũ. Nhiều người Việt Nam coi Vũ như phần tử nhãn mặt trong cái gọi là làng dân chủ, thậm chí có người phong y là biệt danh Ngưu Tầm Ngưu vì sự học đòi, A Dua bắt chước thủ đoạn chống phá đất nước, thậm chí còn hăng hái hơn, thuần thục hơn chính những kẻ từng là đàn anh dìu dắt y vào cái làng dân chủ nêu trên. Cũng chính sự hăng hái đó khiến Vũ từng phải ra tòa. Tại tòa, với những chứng cứ không thể chối cãi, Vũ đã khai tổng tộc nhận đô la, tiền, điện thoại, máy ảnh để tiêu và thực hiện nhiệm vụ chống nhà nước. Ra tù, bản chất cơ hội và tham lam khiến Vũ bị lóa mắt bởi ánh kim tiền, trở mặt với chính quyền, trở mặt với sự ân hận của mình trong thời gian thụ án, chống đối bằng cách ném tới tấp những bài viết xuyên tạc vu khống chính quyền trên mạng xã hội. Liên quan quỹ Covid-19, trong vài ngày vừa qua, Vũ phóng cả lô lóc tút bài lên nhật ký yêu nước Việt Tân Chân Trời Mới để xuyên tạc, đại loại góp tiền mua vaccine để giờ nó đem vào ngân hàng gửi. Bị lừa lần một là hùa vào nhau bỏ tiền cho đảng mua vaccine dưới cái gọi là xã hội hóa, tưởng đâu được tiêm toàn dân, ai dè xin hơn 5.560 tỷ đem bỏ ngân hàng lấy lãi chơi. Những ngày qua, việc lập quỹ vaccine đã lật bài ngửa là không mua vaccine mà nó được đem gửi ngân hàng lấy lãi. Và tất nhiên, ít tháng nữa, người dân sẽ quên bẵng cái quỹ ấy đi như quên người tình phụ bạc, rồi quan chức sẽ tìm cách xà xẻo nó như đã từng xà xẻo đất đai ngân sách của đất nước lâu nay. So sánh khập khiễng việc tổ chức quản lý quỹ tầm quốc gia phục vụ cho đại sự với việc mấy anh, mấy chị showbiz huy động tiền cứu trợ bà con bị thiên tai nhưng lèm nhèm chưa đủ, Vũ còn lập lờ đánh đồng việc gửi ngân hàng tiền quỹ Covid-19 với việc ngâm tôm tiền cứu trợ một cách mờ ám cũng của mấy vị showbiz kia.
Đã thế, Vũ còn chất vấn Lý Sự cứ như người thông thái, nhàn rỗi trong tiền tệ, hiểu theo nghĩa là số tiền, chưa biết sử dụng mục đích gì. Trong khi đó, các ông xin người dân với mục đích là tiền đóng quỹ, ủng hộ mua vaccine. Thế là dân bị đảng của các ông lừa à? Ô hay, lâu nay nghe Hoài Linh ém tiền cứu trợ có 14 tỷ mà bị dân chửi lên chửi xuống cả tháng nay. Mà nay các ông lại ém mấy ngàn tỷ mua vaccine mà các ông cho là nàng rỗi để lấy lại. Các ông đểu quá, lưu manh quá. Không khó để thấy, đề cập chuyện gửi ngân hàng, Vũ đã xảo trá và thủ đoạn cắt cúp chùi thụi thông tin của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc này. Ngoài việc khẳng định quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả để góp phần giúp đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước còn giải thích thêm rằng, để đảm bảo hiệu quả tối đa, tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo quy định. Khi có yêu cầu chi được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo tiến hành nhanh chóng các thủ tục xuất quỹ để chi kịp thời. Bộ có trang web cập nhật công khai đầy đủ các khoản đóng góp của các tổ chức cá nhân. Báo chí Việt Nam khi đưa tin sự kiện trên còn trích dẫn thông tư số 41 hướng dẫn về tổ chức hoạt động quản lý sử dụng và chế độ kế toán quyết toán công khai tài chính quỹ vaccine phòng COVID-19, quy định quyền hạn của quỹ, trong đó nêu rõ quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng đồng Việt Nam của quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 18 thông tư này, nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn. Đương nhiên, lãi này sẽ tự động nhập gốc của quỹ chứ không mất đi đâu. Còn lý do tiền quỹ nhàn rỗi, nguyên tắc có vaccine thì mới chuyển tiền hoặc đặt cọc, chưa có, cứ chuyển bừa, mất để mang tội với dân hay sao? Hay vì sợ sự lục vấn của những người như Vũ mà vung tiền mua vaccine không rõ nguồn thị trường chợ đen quốc tế, bất chấp thật giả? Chẳng lẽ một gã từng ngửa tay nhận đô la, tiền mặt của các phần tử bất hảo để thực hiện hành vi chống nhà nước, nghĩa là xét ở khía cạnh lọc lõi về tiền, có thể xếp vào loại không phải dạng vừa đâu như Vũ mà không biết điều sơ đẳng đó? Tất nhiên hỏi để mà hỏi thôi, chứ ngay khi viết những dòng xuyên tạc vu khống nhà nước Việt Nam, tự Vũ đã biết mình đang làm gì, là ai rồi.